Ni Phật Nam.
Mời toàn thể đại chúng chúng ta ngồi xuống. Những đức thấy những cái chỗ mà chùa chiền mà sắp xếp cho các cháu mà mỗi tuần thứ bảy hoặc là dịp hè cho các cháu được về chùa gì đặc biệt đó. Gieo cái thiện duyên này á, sau này cuộc đời các cháu nó có gặp những sự vấp ngã gì thì chăng nữa, nó cũng có chỗ quay về nương tựa Tam Bảo. Như rất nhiều người chúng ta, mình sống gần hết cuộc đời, mình có khi khổ nhiều, mình gặp ngôi Tam Bảo mình mới có niềm vui nè, thấy chưa? Rõ ràng luôn. Nếu như các cháu nhỏ mà các con được gặp ngôi Tam Bảo sớm gì là các con cũng có duyên phước đặc biệt lắm. Tất cả các cháu những đức tin chắc rằng các con đều muốn cuộc đời mình sau này thành đạt, có sự nghiệp, có danh vọng là chắc chắn ai cũng muốn điều này. Điều này như ai cũng muốn. Nhưng nếu muốn mà mình không gầy dựng sao được. Nên những cái chỗ mà gầy dựng để các con được thành công, dù các con học không được giỏi nghe, các con nên tập cả đời các con luôn, bắt tay vào việc nói thật, không nói lời giả dối, làm cho bằng được. Nó không phải là 100%, nhưng mà chắc chắn là phải làm khoảng 70-80%, phải cho được. Tập nói thật, rồi tập của cải người ta rớt không lụm, không lấy. Có đứa bé này thấy tiền của ai rớt 1 triệu, 1 triệu cũng nhiều đó con, nhưng bạn nhỏ lụm được xong đưa cho mấy cô, có ai rớt tiền cô ơi, con lụm được con trả lại. Quá giỏi. Nói thật, không tham lam của người ta. Lễ kính là lễ phép với con. Đi đâu biết chào hỏi, gặp người lớn biết chào hỏi, có lễ phép. 3 điểm này mà các con mà làm được, chắc chắn cuộc đời của con thế nào cũng thành công, sự nghiệp trong cuộc đời này. Các con biết rằng một con người mà khi mình mà không có tham nhỏ nhặt, mà mình có cái phương hướng chuẩn á, thì cái người mà có tư tưởng, người ta cho các con cơ hội còn hơn các con lấy chút đỉnh tiền. Cái cơ hội nó quan trọng hơn là mình có chút đỉnh tiền. Ví dụ như người ta cho các con 50 triệu, 100 triệu, nhưng nó không bằng cơ hội. Người ta tạo dựng cái con cơ hội nó quan trọng hơn. Mà cơ hội người ta cho các con là ngay chỗ nào? Ngay cái chỗ chân thật, không tham, lễ phép, có tâm biết ơn, đền ơn. Đây là cái nền móng để thành công sự nghiệp của con người. Mà lớn nhỏ gì chúng ta cũng phải cần học, gầy dựng là được. Chính bản thân những đức rèn luyện năm 29 tuổi có kết quả rõ ràng, thấy chưa? Nên tập đi. Thí dụ như mình là người chân thật, nhiệt tình nghe, chắc chắn thế nào cũng có người cho mình cơ hội à. Đã cho mình cơ hội để làm ăn. Nên các bé nhỏ ngồi đây các con nhớ, mà hình như là mấy câu này là thờ tu nào các con cũng nghe được mấy phút những đức giảng, nhắc suốt luôn. Hồi chiều như đức nói câu là trồng cây 10 năm trồng người 100 năm. Những cháu nhỏ này đang được gầy dựng một tư tưởng,
Các con được gầy dựng tư tưởng từ khi còn nhỏ, lớn lên sau này các con sẽ làm những con người sống có ý nghĩa, làm những việc có ý nghĩa. Bây giờ con gái chứ sau này biết đâu người ta làm chức phận lớn trong đất nước này sao chàng. Có nhiều người ta nữ mà người ta cũng làm chức phận lớn của đất nước có giỡn đâu. Ai biết đâu trong cái số lượng mấy bạn nữ này đây, sau này có những người người ta làm phó chủ tịch nước đồ sao, đúng không? Nên từ nơi đó mà những cái tư tưởng này biết đâu các con sau này áp dụng để thành công trong cuộc đời, mà sống có ý nghĩa một đời nghe. Nên nhớ điểm này là những cái điểm bình an nè, mà các cháu được về. Các con thấy người ta về chùa mình đông quá trời luôn. Người ta về cái nơi nào đông là cái nơi đó mới bình an, đó mới gì. Chứ bất an về đây làm gì? Về đây mà buồn, về đây làm chi? Các con về đây có vui không? Vui mới về chứ, thấy không? Nên con người mình tuy là con gái nha, nhưng các con tập cái tính mình, mình lúc nào cũng có người nó phấn chấn lên. Nói chuyện gì hay cái nhân cách gì của mình nó phấn chấn lên. Vì cái xã hội bây giờ nó phải là như vậy đó. Ví dụ sau này mình làm công ty xí nghiệp gì, con người mình quyết đoán phấn chấn là tự nhiên thấy người ta kết mình. Còn đừng nghĩ mình con gái lình xình lề xề cái nói chuyện mà cái kiểu như lục bình cho xong. Ai hỏi cái gì cô làm này được không? Không biết được không nữa. Ồ, nghe cái tiếng nói thôi là thật sự mà nói nó hết muốn ăn cơm. Mình cái gì phải dứt phát cái câu nói là nói chuẩn. Nhìn cái gương mặt mình, nhìn người nó mạnh mẽ, thấy không? Người sống gì cũng có buồn. Người sống mà nó cứ như lục bình trôi sông, nó ưa buồn lắm. Cái gì nó không rõ ràng, thấy không? Nên nhận Đức thấy rằng là một cái nhân cách sống nó quan trọng cho đời người vô cùng. Nhân cách sống quan trọng cho đời người dữ lắm. Các con về đây là được nạp tư tưởng á. Đứa nào mà thông minh là nhìn nhận ra liền. Cuộc đời các con mà làm lương mà được ba phần của những đức thôi, các con cũng đủ làm giàu quá trời. Ngày xưa ngoài đời còng lưng cố gắng thấy ghê, có gì đâu. Vậy mà bây giờ nuôi tư tưởng, nuôi cái tâm trạng an lạc tự tại, truyền tải thôi, vậy mà công nhận lương cao thấy ghê. Nên nhân đức nói con người phải thường phấn chấn, thường vui. Không có buồn người, giận người để trong tâm. Này nhân đức nói cho con nghe câu này nhớ nè. Mình tha thứ cho người là mình đang mở cái xiềng xích trong tâm mình. Nghe chưa? Bây giờ tất cả những người lớn ngồi đây, quý vị phải nhận thức được sâu sắc. Quý vị thấy rằng khi bị buồn giận người ta là quý vị đang bị xiềng xích không? Xiềng xích chứ gì? Nên tha thứ cho người là đang mở xiềng xích trong tâm mình. Mà xiềng xích này nó mở được rồi thì mình thoải mái tự tại. Cả con người sống hay cả ma cũng vậy nữa. Tại sao cứ làm ma hoài? Tại sao cứ làm cô hồn hoài, làm hương linh bốc vơ bốc bưởng hoài? Vì không chịu mở cái xiềng xích trong tâm ra. Mang một cái tâm hận thù để chói buộc mình, mang một cái tâm giận hờn, cái tâm ganh tị để xiềng xích mình lại, để đời đời kiếp kiếp mình làm ma, làm cô hồn bất vơ bất vượng mà khổ tâm. Bây giờ ngồi ở đây cũng nhiều cô hồn hương linh thai nhi về đây đông lắm nè. Tại vì cha mẹ là ở đây, mà trong cha mẹ thì có những người mang nghiệp phá thai. Một là theo cha mẹ, hai là theo các cháu này, anh chị của nó. Từ nơi đó mà chúng ta nói rằng tất cả các cháu về chùa, cha mẹ các cháu về chùa mỗi tuần thứ bảy chủ nhật,
vừa mở xiềng xích trong tâm mình mà lại mở luôn xiềng xích của thân bằng quyến thuộc mình chết mà chưa được siêu thoát. Nhớ. Bây giờ nhà Đức hỏi quý Phật tử nè, có nhiều người quý vị vì sao mà quý vị về chùa càng về càng thấy an lạc, càng tự tại, mặt càng sáng, càng vui, là quý vị đã mở xiềng xích trong tâm quý vị ra rồi đó. Chứ gì? Bây giờ quý vị cười là phải mở xiềng xích không? Còn quý vị chỉ cần nhăn mặt thôi là xiềng xích lại rồi đó, buộc ràng lại rồi, đúng không? Thí dụ như gương mặt của mình dù có xấu cái nào xấu mà gặp người là thấy thương. Còn bây giờ gương mặt mình có đẹp cái nào đẹp mà gặp người lùm lùm lùm, ai ưa nổi không? Thí dụ như sau này các con làm chức phận gì hay làm giám đốc, mà giám đốc mà bước ra cái mặt gì nè, trời ơi, chắc gặp bà giám đốc này chắc là thôi chạy mắt dép, làm không nổi với bà luôn, hiểu không? Mỗi sáng mai thức vậy là chúng ta cảm thấy con người nó vui vẻ, nở nụ cười một cái là thấy hạnh phúc. Còn mỗi sáng mai thức dậy mà tự nhiên cái mặt ra cái ghế ngồi gì nè, này là thấy mỗi buổi sáng là thấy không có tiền, hiểu không? Giờ nào ngủ thức dậy là xếp mền gói liền, ngồi dị liền. Đừng có ngủ thức dậy mà cứ ngồi đó đầu đưa, ngồi đó ngồi trên cái giường mà gục gà gục gặt, ngồi ôm cái gói chùm cái mền, cứ ngồi đó có đứa nào vậy không? Đưa tay coi. Thấy chưa? Nói ngay bệnh không à. Mà các con thấy cái việc này như Đức nói con sửa được không? Bây giờ trước ngôi Tam Bảo này chúng ta quyết định là chúng ta sửa được không? Rồi ai sửa được đưa tay nữa coi. Rồi quyết tâm sửa nghe. Con gái mà ngủ thức dậy một cái ngồi đó gỡ gàng à, ngủ thức dậy không chịu thức nữa không? Không chịu ngồi vậy đi rửa mặt đâu mà ngồi đó cứ gì nè. Gỡ gàng rồi xong le cái lưỡi ra liếm, hoặc là chùi vô áo, ở dơ còn hơn cái gì, hiểu chưa? Bây giờ mình ngủ thức dậy là mình xếp mền gói ngồi dậy liền, làm được không? Đó. Bây giờ cái buổi học này nhắc cái chỗ này là ngay tông rồi, sao dính nhiều quá. Bây giờ các con coi nè, người ta đi vào quân đội người ta nghe tiếng cảng một phát là đứng lên liền, nó xếp mền gói tranh thủ, mà phải ngay ngắn nha. Chậm một phát cái là bị kỷ luật liền, không giỡn đâu, hiểu không? Mình cũng phải tập đó. Ngủ thì ngủ mà thức dậy cái là ngồi gì xếp mền liền, chứ không có ngồi đó. Nhưng Đức chưa có bao giờ mà kiểu mà thức dậy mà ngồi đó nghe. Ngồi đó làm chi vậy? Ngồi đó để nhớ giấc mộng đêm qua, hiểu không? Mệt ghê đó. Nên mấy nhỏ gái nghe đó nghe, bữa nay hỏi nói câu này sao trúng nhiều quá trời. À, đó. Bây giờ các con về đây thấy những đứa có thương các con không? Tôi có la ai không? Không la mà biết sợ là được rồi. Đó. Cái sợ nhất là tình cảm ta dành cho mình nhiều quá mà mình đi làm tổn thương tình cảm người ta, này mới đáng sợ. Chứ bị gầy, bị la, bị chửi thì cái này ghét quá bỏ đi chỗ khác khỏi cần nghĩ tới, đúng không? Cái đáng sợ nhất là người ta thương mình, người ta lo cho mình quá mà mình không biết nghe lời mà thầy kêu mình lỡ, cái này mới đáng sợ nhất. Kêu lại mà hỏi gì những cái chuyện mà mình rầy rà không vừa bụng nhau này kia đồ lỡ là sợ lắm. Thì thầy đã thương yêu mình vậy mà mình lại mang cái bộ mặt đến để nói cho thầy nghe những cái điều mà ngược lại lời thầy dạy, đó mới là sự đáng sợ. Nên đáng sợ của con người không phải chửi mắng người ta đâu, mà đáng sợ nhất là tình cảm ta dành mình quá nhiều mà mình lại làm tổn đi tình cảm người ta dành cho mình, đó mới là đáng sợ.
Nên những đức nói rằng tất cả những người nam nên dành tình cảm cho cái người vợ trong gia đình mình bằng một tình cảm chân thật. Mà người ta làm tổn thương tình cảm mình, đó mới là sự thiếu thốn của họ, đó mới là sự mất mát của họ. Chứ không phải rằng là mình hà khắc với người ta mà hay đâu. Mình sống lo lắng nhiệt tình, hết lòng hết dạ, rồi tự người ta sẽ thấy rằng người ta phải làm gì đó đến với mình để đáp lại tình mình thôi. Chắc chắn 100%. Ai trong con người chúng ta mà không có những cái tâm thương yêu? Khi mình được thương yêu, mình được thương yêu, mình cũng mong mình sẽ thương yêu người ta hay sao đó. Từ khi là người ta không có tình cảm gì với mình, không có tình cảm gì với mình mà mình thương yêu người ta giết, người ta cũng phải thương mình. Thật sự luôn đó. Cái đó là cái việc mà nhân quả là rõ ràng. Nên mỗi một con người đến với nhau, hãy dùng tình thương đến với nhau. Hay lắm. Mà khi thương rồi là mình sẽ thông cảm được cho nhau nhiều lắm. Thấy rõ ràng không? Khi mình thương ai rồi đó, mình sẽ thông cảm cho người mình thương nhiều lắm. Nhưng mà khi mình ít thương rồi, cái gì mình cũng không thông cảm. Nên tất cả các con đến đây, mình có được cái tình thương yêu nhiều gì, rồi mình được kết giao nhiều bạn bè gì là đặc biệt quá các con. Nó sống đặc biệt. Bây giờ ngồi chị em ngồi ăn chung nhau, đồ ăn đơn giản gì thôi, nhưng mà nó chứa chan bao nhiêu tình cảm con người. Bữa nay những đức mua ốc cho các con ăn. Mấy con ốc tôi lột ra sẵn, tôi luộc đó nghe. Tôi thấy mọi người tu hành được quá, tôi mua ốc. Tôi tạo nghiệp mua ốc sên. Nói vậy thôi chứ ốc chay. Không, mà món ốc này ngon đó con. Thấy không? Như chấm với nước mắm mấy cô làm ngon lắm. Rồi bữa nay mua mấy cái thạch dừa gì đó, mấy đứa nít gái thích ăn. Họ nuôi nguyên một cái vàng 200 đứa gái này cũng không đơn giản. Ô nhỏ vậy đó nhưng mà cũng giận hờn vu vơ. Tôi sợ mà tí ghê. Thấy không? Đó. Nhưng mà cái đặc biệt mỗi ngày mà giúp cho các cháu vui á, là tự nhiên nó ít buồn. Con người buồn là do gì? Cái tâm trạng người ta giận trách là do gì? Nó bị tiêu cực á. Chứ con người mà sống tích cực là buồn giận chi cho nó mệt. Nên những đức nói với tất cả người nhỏ, người lớn, cha mẹ các cháu, ông bà các cháu nghe nè, buông xuống cái tâm buồn giận người là đang mở xiềng xích trong tâm mình. Câu này hay nè. Bây giờ người sống ngồi đây hay là ma nghe được cũng nên mở xiềng xích trong tâm ra đi. Hay hương linh rồi mà đi theo người thân để đòi nợ báo thù đó, ở lại đây đi. Mỗi ngày được cúng đi thực cho dùng nghe pháp. Sáng nào xuống đây ăn cơm cũng nghe những đức nói chuyện cười chơi. Không, đi theo làm chi, mất công buồn làm cô hồn buồn lắm. Hiểu không? Đó. Nên tất cả các con ngồi đây nghe, mẹ các con có những người cũng mang nghiệp phá thai đó. Các con có phước lắm mới được sinh ra đời, bây giờ được ngồi đây đó nghe. Chứ nếu như các con thiếu phước á, là không biết giờ đi về phương trời nào. Hiểu chưa? Nên mình phải cảm ơn số phận của mình còn có phước đó, được sinh ra đời bây giờ đang ngồi đây đó nghe. Bây giờ cảnh giới của mình đang ngồi đây gì nè? Nhiều cảnh giới mà người ta chết chưa siêu, người ta cũng đang bất bơ bất vưởng xung quanh mình đó. Từ nơi đó mà chúng ta niệm thêm câu Phật hiệu hồi hướng cho người ta, tưởng nhớ nghĩ đến người ta. Nên những đức có nói rằng là những người mắt chưa siêu nên ở chùa mình nghe pháp niệm Phật để cầu giải thoát. Âm siêu thì dương lợi à. Cái câu mà âm siêu dương lợi này nó cũng nhiều ý nghĩa lắm. Đối với người chết là âm siêu dương lợi, còn đối với còn sống với nhau là nữ mà vui thì nam lợi. Chứ trong nhà mà người nữ họ câu có là người nam khó chịu liền. Tại vì sao? Họ là người thường nấu ăn, họ là người dọn dẹp nhà. Mà họ mà bực bội một cái là nấu ăn thành chất độc, dọn dẹp nhà dơ hèm, thấy không? Phải nguy hiểm chưa? Nên người nữ mà họ mà vui á, người phụ nữ trong nhà mà vui á, là ông chồng lợi. Ông chồng sẽ làm ăn phát đạt. Nên mình phải bồi dưỡng thì sao á, cho mấy bà vui. Thì cơm ngon, đồ đẹp cho mình bạn.
Còn mấy bà mà buồn phiền, nhìn cái mặt âu sầu là nhà này làm ăn hết lên nổi. Mấy vị thấy không? Nên chùa, trong chùa mình vô đây ai cũng gương mặt ta cười cười. Nghe như Đức nói chuyện cái gương mặt cứ gì nè. Cứ hả? Có cái bà kia là bà nói là bà hồi xưa giờ ít vô, giờ bà cười lắm. Không, mà cái người mà ít cười gương mặt thấy ghê thiệt. Bà vừa đến bà gặp Nhân Đức, bà chào mà mình hết hồn, tính bỏ ghế chạy luôn. Bà vừa gặp Nhân Đức bà chào gì nè. Chào thầy. Nếu mà buổi tối cho mình nghĩ là hương linh chào, chứ không phải người sống chào đâu. Nói thiệt luôn, mình nhờ bà ngày mình thấy bà rõ ràng, chứ gặp mà tối hù mà không thấy bà chắc mình tưởng hương linh. Chào thầy. Nghe thấy ghê không? Nhân Đức nói mời cô ngồi. Mình cũng hơi ớn ớn. Nói chuyện chút bà nói rằng con ít cười lắm thầy ơi. Nhân Đức nói sao nghe tiếng nói cô sao Nhân Đức ớn lạnh quá. Nói chuyện gì cái tiếng nghe nó ghê quá à. Sao cô ít cười? Cuộc đời con nhiều cái khổ lắm thầy ơi. Mình nghe gì đâu mà thấy ghê vậy chàng. Rồi xong Nhân Đức hỏi vậy thì cô khổ, cô khổ gì, cô có giải quyết được vấn đề gì không? Dạ không. Vậy thì từ hôm nay cô nên tập vui lại đi. Cô tập quạt bát lại đi. Tiếng nói cô nó nhẹ nhàng lại đi. Sao Nhân Đức nghe tiếng nói cô nặng quá. Nhân Đức cảm thấy Nhân Đức là người tu, mà Nhân Đức nghe cô nói chuyện mà Nhân Đức cảm thấy ớn lạnh. Cô nói chuyện lại đi, đừng có nói chuyện cái tiếng nghe thấy ghê quá. Bây giờ cô tập vui, cô tập niệm Phật, cô cười vui vẻ lại đi. Là thời gian tiếng nói cô nhẹ lại à. Bây giờ tâm trạng cô nặng quá đúng không? Cô nói dạ. Bà dạ mình cũng ớn. Dạ. Nghe thấy ghê chưa? Nó. Nên cái người mà ít bao giờ cười nghe, họ nói chuyện họ phan ầm ầm vậy. Họ nói ra cái giống như búa mà bữa xuống ghê lắm. Nó nghe nó nặng nề lắm. Nên con người mình phải tập quý vị. Gương mặt tươi vui, nghèo thì nghèo, cười không được hả? Có cái lực pháp nào mà cấm nghèo không được cười không? Nghèo không được hạnh phúc không? Xấu không được hạnh phúc không? Chúng ta đều có cái quyền tự do là mình phải hạnh phúc. Mình được đặt chân đến cái cõi đời này, chúng ta phải sống hạnh phúc. Bất cứ một hoàn cảnh nào đến với chúng ta, trước nhất có niềm vui và phải chấp nhận thì có được hạnh phúc. Hiểu chưa? Thí dụ như giờ cha mẹ mình sống với nhau không hạnh phúc, không lẽ ta không hạnh phúc hả? Đời của cha mẹ chúng ta không hạnh phúc, ta có quyền hạnh phúc chứ. Chuyện người lớn không hạnh phúc lôi kéo luôn chúng ta không hạnh phúc hả? Chuyện đi không có đâu. Bây giờ Nhân Đức hỏi các con, cha mẹ các con không hạnh phúc, các con có muốn hạnh phúc không? Đúng rồi, đây là cái quyền của các con. Các con có quyền hạnh phúc. Bây giờ thí dụ như cuộc đời các con mà đi với cha không có mẹ, các con hãy chấp nhận sự thật là đi với cha không có mẹ, đi với mẹ không có cha. Các con hãy chấp nhận đi với mẹ không có cha. Hãy chấp nhận cái mình đang có, dù là nó không đủ. Dạy gì mình đi với mẹ mà tự nhiên mình buồn mình khóc, đi với cha mình buồn mình khóc, không có lý đó đâu. Chuyện của người lớn họ không có còn duyên nợ đến với nhau. Còn chuyện của chúng ta là con nít, chúng ta hãy biết đủ khi mình đang có, còn cha hoặc là đang còn mẹ. Con nhớ nghe. Rất là nhiều đứa bé nhỏ cũng vì cái sự việc cha mẹ mít lòng với nhau, bất hòa ly dị, mà con phải chịu cái cảnh buồn khổ và chán nản cuộc đời và hư hỏng. Đừng nên như vậy. Người lớn họ làm chuyện của họ, chúng ta là con nít lập trường lại, nhìn từ góc độ của cha mẹ về mặt trái mà các con nên xây dựng lại cuộc đời các con sau này.
Vì sao cha mẹ mình không được thuận hòa? Trong lòng mình biết rõ điều này nhưng nói mẹ không nghe. Mẹ mình dữ quá, hỗn quá, cha mình ăn nhậu vô nói chuyện tầm bậy. Hai điểm này làm cho gia đình này lộn xộn lu bu. Sau này khi mình chọn bạn đời thì chúng ta phải có góc độ nhìn cho sâu sắc. Nhưng cách nào để chọn, đó là có phước, có duyên thì tự nó đến tốt. Hiểu không? Những điều như Đức nói đây, trong đây có nhiều cháu nhỏ nè, cha mẹ nó cũng ly dị đó. Các con đừng nên mang cái tâm trạng nặng nề chứ. Dạy gì nặng nề? Nặng nề để làm gì? Chúng ta dù bây giờ năm nay học ở lại lớp, chúng ta cũng không cần gì phải nặng nề. Con nó học hết mình rồi, tại vì nó ở lại lớp. Chứ sao? Học hết mình rồi còn gì? Hiểu không? Các con nhớ nè, các con học dở hơn bạn kia, chưa chắc cuộc đời các con sẽ thất bại hơn bạn kia. Đừng bao giờ mất lòng tin với chính mình khi mình học dở. Tôi học dở vì môn học, nhưng chưa chắc đối nhân xử thế tôi dở. Bạn mục tiêu học để làm gì? Để đối nhân xử thế. Tôi có thể rèn luyện được cái môn đối nhân xử thế. Môn học về văn, về toán tôi không đạt, tôi có cố gắng cũng không đạt nữa. Tôi không cần phải nặng nề. Như vậy tôi chuyển hướng học môn khác. Học môn gì? Đối nhân xử thế. Được không? Chuyển môn khác. Bây giờ Nhân Đức hỏi các con nè, văn Nhân Đức viết không hay nè, toán không biết cộng trừ nhân chia được bao nhiêu nè, còn tiếng Anh thì khỏi cần nói tới rồi, nói như gió có tiếng có tiếng không. Nhân Đức gặp mấy thằng Mỹ, Nhân Đức với nó nói chuyện, nó nói Nhân Đức nghe, Nhân Đức nói Nhân Đức nghe. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà con người mình sống á, các con đừng bao giờ thất vọng vì cái việc thất bại một điểm nào đó. Các con nên phát triển cái ưu điểm nào bản thân mình có thể phát triển được. Đã cái không phát triển được, dạy gì đi cắm đầu vào đó. Chúng ta đi nặng nề chi? Cuộc đời này sau này sẽ biết nè. Có những đứa nó học rất giỏi nhưng sau này chưa chắc nó thành đạt. Các con hãy nhớ lời những Đức nói, sau này cùng bạn học với nhau, sau này khi lớn lên các con sẽ biết à. Có những đứa học rất giỏi nhưng chưa chắc cuộc đời nó thành đạt. Có những đứa học rất dở, chưa chắc cuộc đời nó thất bại. Chưa chắc đâu. Thật sự mà nói cũng không ai muốn mình học dở. Nhưng tại vì trí nhớ mình giới hạn thì mình chịu thôi. Ví dụ như ngày xưa những đứa đọc bài hoài đọc không thuộc. Không thuộc bài. Mà kêu những đứa đi cấy lúa, nhổ cỏ, hoặc là chơi những trò chơi này kia thì những đứa hay lắm. Nên ai cũng nói thằng này tiêu. Nhưng mà không ngờ bây giờ những đứa có tiêu đâu. À, thấy chưa? Thấy chưa các con, công nhận không? Những điều những đứa nhắc nhở các con đây là các con đều có hy vọng. Các con học còn giỏi, những đứa làm gì không có hy vọng. Nhưng mà cái môn đặc biệt nhất của các con là học đối nhân xử thế. Con người mà đối nhân xử thế đẹp được thì con người con đi đâu cũng thấy tự tin. Con người học cao địa vị, rồi bằng cấp, rồi học vị cao, nhưng mà các con đối nhân xử thế kém, các con sẽ run sợ lắm, đi đâu sợ lắm. Các con không có đem cái sợ học ra đối nhân xử thế được đâu. Cái bằng cấp của các con không có đối nhân xử thế được. Nhưng mà cái đối nhân xử thế là cái hạ mình và gần gũi. Và giữa con người với con người, mình đang cần cái gì, mình nghĩ người ta cũng đang cần cái điều đó. Mình đang mong người khác thương yêu mình thì trước nhất mình phải thương yêu người ta. Cái này là cái quan trọng. Mình cứ kêu người ta thương yêu mình không à, còn mình không có bao giờ thương yêu ai. Vì các con thua rồi. Bây giờ Nhân Đức hỏi các con, Nhân Đức thương yêu các con nè. Các con có quý mến Nhân Đức không? Đó, rõ ràng chưa? Mình lo lắng cho người ta, mình thương yêu người ta, mình cũng không cầu người ta thương yêu mình mà người ta sẽ thương yêu mình. Tự nhiên người ta sẽ thương yêu mình thôi. Con người mà, người ta lo cho mình, người ta thương mình quá trời, làm gì mình không thương người ta. Mà mình chỉ mong mình được thương thôi, mình không cần thương ai chứ. Mình chỉ mong là mình được ăn thôi, mình mặc kệ ai đói mặc kệ người ta. Mình thua rồi. Con người mình như là thua rồi. Sao các con đạt được, hiểu không? Nghe nghe. Đó, nên những Đức nói các con mà biết chùa này á, mỗi tuần thứ bảy các con sắp xếp các con đi lợi một chút buổi chiều. Sau này cuộc đời các con đặc biệt lắm. Những con người mà đi vô chùa mình á, những đứa bé này nó không có tầm thường đâu. Rồi sau này nó lớn lên các con sẽ thấy à. Những cái người mà gặp Phật Pháp từ nhỏ đó, phước duyên của họ không đơn giản như các con nghĩ đó đâu. Những con người đó sau này họ biết đối nhân xử thế, họ không có tệ đâu.
Nên kết giao với những người bạn có tư tưởng giáo dục, để sau này bạn mình toàn là những người bạn có tư tưởng giáo dục không à. Vậy thì kết lại với nhau toàn là người hiểu biết, phải nói rõ ra đúng câu là trí thức. Cái trí nằm ở trong lời Phật dạy, cái thức là sự học tập về đối nhân xử thế, là trí thức. Nhớ nghe, nội mà cái câu này thôi cũng ảnh hưởng cái con cả đời rồi nè. Khoan dung tha thứ cho người là đang mở xiềng xích trong tâm mình, phải không? Câu này phải cả đời phải áp dụng không? Bây giờ tất cả chúng ta khi buồn giận ai là tức khắc nói lên câu đó liền. Buồn giận người, hận trách người là đang xiềng xích mình. Tha thứ khoan dung cho người là đang mở xiềng xích ra từ mình. Đúng là quá tự tại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.